Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Ngọc với chồng Ngọc đang trên đường đi để xem một vài cái căn nhà. Thì lâu lắm rồi Ngọc cũng chưa có đi coi nhà. Ngọc cũng chả có nhớ là lần cuối cùng mà Ngọc đi coi nhà là lúc nào nữa. Thì ở gần nhà Ngọc có một vài căn nhà đang được cái gọi là open house. Có nghĩa là tới cái ngày này người ta mở ra cho ai muốn vô coi thì coi, chứ khỏi cần phải thường thường nếu mà các bạn muốn coi một cái căn nhà nào đó ở Mỹ á, thì các bạn phải đặt cái hẹn đối với những cái người mà môi giới á, để vô. Nhưng mà lâu lâu người ta lại làm một cái open house là chỉ cắm cái bảng ở đó, rồi ai chạy xe đi ngang qua thì thấy cái bảng đó là cái nhà này đang mở cửa cho coi á, thì tự động lái xe vô coi chứ khỏi cần phải đặt hẹn. Thì như vậy thì quá tiện lợi, nên là hai vợ chồng Ngọc thấy ở trên mạng có để như vậy á, thì quyết định ghi xuống mua ba cái nhà mà gần nhà mà muốn đi coi. Thì hôm nay Ngọc muốn dẫn tất cả mọi người cùng tiếp tục đi xem nhà chung với Ngọc. Ngọc biết là sẽ có những cái comment cứ nói là coi hoài mà không thấy mua. Các bạn mua nhà là nó là một cái duyên nữa, chứ không phải là coi là mua. Cũng có những căn nhà Ngọc chỉ muốn đi coi, Ngọc quay cho tất cả mọi người cùng xem thôi, chứ cũng không phải là Ngọc có ý định để mua nữa. Mua nhà là một cái dự định trong tương lai, mua nhà là một cái gì đó nó là một cái sự mua sắm rất là lớn và cần được suy nghĩ suy xét rất là kỹ lưỡng, chứ không phải đụng là mua. Bây giờ Ngọc quay cho tất cả mọi người coi 20 căn nhà mà Ngọc chưa mua được căn nào cũng là chuyện bình thường luôn. Cái này vừa là Ngọc vừa trải nghiệm, Ngọc vừa muốn mọi người trải nghiệm để xem cái giá nhà với tất cả những cái gì mà người ta đang bán. Với lại hôm nay thêm một cái vấn đề nữa là Ngọc đang học về cái ngành bất động sản của Mỹ. Ngày xưa Ngọc đi coi nhà Ngọc cũng không biết gì nhiều đâu các bạn. Ngọc chỉ vô Ngọc coi này kia nọ, coi sàm xí xí thôi, coi vu vơ. Nhưng mà hôm nay Ngọc sau khi đã đọc được một chút xíu, biết thêm được một chút xíu, thì vô mình có thể coi kỹ lưỡng hơn chút, rồi mình có thể có đặt những cái câu hỏi cho cái người bán nhà đó, mình có thể hỏi chút để mình có thể học thực thêm những cái kinh nghiệm đó. Nên là Ngọc muốn đi coi được càng nhiều căn nhà càng tốt, để thứ nhất là cho mọi người xem được nè, thứ hai là thêm được kiến thức về nhà cửa nè. Nói chung là không có lỗ cái đường nào đó. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo Ngọc để xem những cái căn nhà. Nhưng mà mời mọi người cùng theo Ngọc để xem cái căn nhà mà Ngọc muốn dẫn mọi người tới là căn nhà gì nha. Cái thời tiết của ngày hôm nay cũng không được đẹp cho lắm các bạn. Đường thì có tuyết rơi xuống mà cũng làm ướt đường, gió rất là nhiều luôn. Ngọc đang trên đường đi tới cái chỗ nhà đây các bạn. Đây là hai bên đường nè. Mấy bạn thấy cái nhà này người ta trồng một cái hàng thông ở ngoài á, giống như cái hàng rào đẹp vậy sao? Coi cây cối nè, không còn một cái lá. Cảnh mùa đông quá, nhìn nó buồn ha. Đây các bạn ơi, Ngọc đã tới căn nhà đầu tiên. Hôm nay là một ngày không có tốt đẹp chút nào để đi coi nhà hết. Tuyết rồi lạnh rồi tuyết đang xuống. Đây cái nhà này giống như là đang được sửa chữa, ở ngoài đằng trước đường chưa có một cái hoa hay là chưa có một cái gì hết, không phải đang được sửa chữa mà mới vừa được xây lên luôn. Thì Ngọc nghĩ trong đây sẽ là những phòng trống rồi này kia để mình vô mình coi thôi, còn nội thất là mình tự mua đó. Đó, những cái bước đi này cũng còn, đáng lẽ đây là phải có hoa đồ này kia nè, nhưng mà chưa có cái gì hết. Đúng rồi, đây là một cái phòng trống, nhìn đây có cái cầu thang, qua đây là cái phòng nhà, một cái phòng tắm, mùng đây là chỗ đựng, cái này là chỗ đựng áo khoác, phải bỏ gì hết, phải bỏ gì đó. Nói chung là nhà mới được xây luôn. Cái này là cái basement, để xuống basement. Đây là cái nhà, cái hầm ở dưới đó các bạn. Cái nhà này là bán có giá là 8.2 tỷ tiền Việt Nam của mình. Đây,
ở dưới có 4 phòng ngủ với 2 phòng rửa tắm. Ở dưới này thì chưa có làm cái gì nhiều hết, chỉ là như vậy thôi đó. Đáng lẽ là phải, nếu mà dưới đây là phải lót nền hoặc thảm rồi dưới này, nhưng mà chưa có cái gì hết. Mà giá là 8.2 tỷ. Cái này là cái gì không chả biết luôn. Cái này là cái gì đây? Ờ, cái chỗ này để đựng xe. Xe tới đây là cái này, phòng giặt đồ nè, phòng giặt đồ. Đây nè các bạn, đây là cái nhà bếp nè. Nhà bếp này có ổ điện để cắm. Này là nhà để muỗng đũa rồi nè. Tất cả mọi thứ ở đây là đều được xây mới hết các bạn. Này là máy rửa chén nữa nè, cũng mới luôn, chưa xài luôn. Đây là cái sink, microwave, lò nướng, cái bếp, cái tủ này nè. Cái tủ này là để đựng đồ khô nè, tất cả những cái đồ mà mình là mì gói hay nước tương, nước mắm hay là tất cả mọi thứ. Ở đây có một cái chỗ nhỏ đây, chắc để nhà Việt Nam mình chắc để nồi cơm điện đây nấu với Lý. Rất là nhiều hộc, nhiều ngăn. Ở đây là để làm gì ta? Ở đây chắc tủ lạnh, đúng rồi, ở đây là để tủ lạnh nè. Mà tại sao không mua, không cung cấp cái tủ lạnh ta? Hay là sẽ chưa tới? Hồi nãy Ngọc nói chuyện với cái cô đó thì cái cô đó nói là nhà này thì chỉ bán là như vậy thôi, ở ngoài đồ này kia hết nọ thì chỉ làm như vậy thôi chứ không có trải thảm trải cỏ gì hết. Ở ngoài cái đường ở ngoài hồi nãy thì người ta sẽ làm xi măng xi đồ để cho dán, để đây nè, giống như cái mấy cái đường ngoài đây thì người ta sẽ bỏ xi măng rồi cho mình đi, chứ còn mà những cái cỏ, cái cây, cái hoa rồi thì mình tự động mình làm hết. Như các bạn đã thấy, nhà này là cỡ khoảng thì khi mà từ ở ngoài bước vô cái nhà đó là Ngọc nghĩ là tất cả những cái phòng nó sẽ nằm trên này. Giờ lên phòng nè. Đó. Thì ở bên phải này sẽ là nhà tắm chung của tất cả các phòng, có hai cái sinh, bồn. Từ đây đi ra bên đây là phòng ngủ. Đây Ngọc nghĩ là cái phòng ngủ lớn nhất của căn nhà đây đó. Ánh sáng rất là nhiều đó. Từ đây cửa sổ nhìn ra là thấy toàn là tuyết không, phải không? Đây, đây là cái phòng lớn nhất. Thì trong đây sẽ là đồ quần áo. Đồ quần áo, đồ máng trong này. Ra tới đây là, đây cũng có một cái phòng tắm riêng. Phòng tắm riêng cho cái phòng của nà, phòng này. Giống như cái phòng hồi nãy. Bồn này bự hơn, đẹp hơn. Còn đây là bồn tắm đứng nè. Đây là cái toilet. Đây là cái view cho cái nhà tắm. Cha mình đứng ở đây mà mình tắm á, mà mình không có mặc đồ, người ta chạy xe ở ngoài đường, người ta vô, người ta nhìn vô, người ta thấy luôn á. Lát dễ sợ. Không có bồn tắm, cái phòng tắm các bạn thấy rất là rộng rãi không? Nói chung là rất là thẳng cánh luôn á. Đó, cái phòng tắm. Vậy là cái phòng này là master bedroom nè. Bây giờ ra ngoài đây. Cái này là cái phòng tắm hồi nãy. Ở đây, bên đây là một cái phòng riêng, phòng khác, phòng cũng nhỏ, đủ được cái giường. Cái giường rồi, nhưng mà cái giường thì được chiếm hết nửa cái phòng này rồi. Chỉ được cái giường với lại một cái chỗ đựng bộ quần áo. Đó là một cái. Rồi thêm cái nữa đâu. Đây, cái này nữa. Cái này cũng giống như cái bên đó. Có cửa sổ, có đèn.
cũng có một cái tủ đựng quần áo nữa đó. Cửa nói chung là vô đây nghe mùi mới hết á, tất cả mọi thứ đều mới. Là được hai cái phòng, cái đây nữa là ba cái, cũng có cái tủ giống y chang vậy các bạn thấy không. Đó là ba cái phòng, hai cái phòng này gần nhau, hai cái phòng này sẽ sử dụng cái phòng tắm này, à, phòng tắm này lộn, cái phòng này gồm 1, 2, 3, 4 ba cái phòng ở ngoài này sử dụng phòng tắm này, vì phòng trong kia thì có phòng tắm trong kia. À, nhà này là cỡ khoảng 270 m² các bạn, thì tất cả những thứ mà ăn ở là mình lên bên kia ngủ hết, không bước vô là đi lên ngủ liền. Nhà cái cửa nè, không cái bước vô mở lên lên lầu đi ngủ luôn. Rồi bên đây là có một, hồi nãy Ngọc đã quay rồi, có một cái toilet ở đây, đây là cái chỗ để đựng áo khoác, còn đây là một cái phòng trống ở đây. Thì cái phòng trống này có thể là mình để bàn làm việc mình làm ở đây cũng được nè, rồi giống như chân hoặc là phòng khách nhỏ nhỏ ở đây cũng được. Rồi nhưng mà ở trong đây đã có một cái chỗ phòng khách rồi nè, nếu mà ở trong đây là cái chỗ này là để phòng khách được nè, để ra sofa nè, rồi đây là để tivi để coi, rồi quẹo qua tới đây là cái bếp để có để bàn ăn đồ ở đây đó, sinh hoạt đồ vòng vòng ở đây là cái diện tích sinh hoạt ở đây, còn mà sinh hoạt riêng tư thì đi lên tới trên lầu đó. Ở trên này có điện nè các bạn. Ngọc vừa coi xong đây các bạn, Ngọc vừa coi xong, bây giờ Ngọc đi ra thì những cái này người ta sẽ đổ xi măng, người ta sẽ đổ xi măng để cho cái nhà chạy xe vô. Đây này các bạn, thì hồi nãy khi mà vô coi cái nhà thì Ngọc vô có mình Ngọc, và tại vì chồng Ngọc anh ngồi ở ngoài anh giữ chay đang ngủ nên Ngọc muốn vô coi mấy cái này để đánh thức giấc ngủ của nó. Thì sau khi coi xong căn nhà đó, Ngọc có một cái nhìn như vậy nè các bạn, thì cái nhà đó đó là cái basement đó, là cái nhà ở dưới này lúc mà Ngọc quay cho các bạn coi là chưa có làm xong. Thì nếu mà bạn muốn làm á là bạn về bạn tự bỏ tiền là bạn làm. Cái nhà này có giá là 360.000 đô, người ta bán với cái giá đó. Rồi cái ở đằng sau cái nhà cũng không có cái deck, là cái mà để mình mở cái cửa từ cái nhà bếp đi ra để mình đi ra ngoài mình đứng á, thì cũng không có cái đó luôn. Nếu mà mình muốn làm mình về mình tự bỏ tiền ra mình làm, mà cái đó là mình phải làm chứ không phải là muốn làm hay không. Cái basement, cái nhà ở dưới, cái nhà hầm ở dưới thì mình cũng phải làm luôn. Phải lót gạch hoặc là lót thảm hoặc là lót gỗ, mình tự phải làm. Thì Ngọc biết cái cách mà những người này đang build nhà và làm như thế nào, khi mà Ngọc vô Ngọc biết học được cái kinh nghiệm của mấy người này là như vậy nè, Ngọc rút ra được như vậy. Thì khi mà họ build lên một cái căn nhà, nếu mà họ làm hồi nãy cái nhà, căn nhà đó không có cái tủ lạnh nữa, không có cái máy giặt nữa, nếu mà cái nhà mà bạn muốn mua đó là người ta sẽ build căn nhà tới đó thôi, rồi người ta đưa cái giá lên như vậy, các bạn thấy cái giá nó nhẹ nhẹ không có mắc quá thì thu hút cái sự tới xem của nhiều người. Rồi sau đó bạn tới bạn tự mình thấy ra những cái cần được làm, nhưng mà cái giá thì nó đã là những cái này Ngọc nói còn không biết nói sao ngắn gọn cho bạn dễ hiểu nữa. Nhưng mà Ngọc hiểu được cái cách mà họ làm, họ đưa ra cái giá đó để cho mình tới, để mình thấy được và mình hứng thú, rồi tự động mình muốn bỏ tiền ra để mình, nếu mà mình thích quá mình phải tự động bỏ tiền ra để làm tất cả những cái khác. Thì đó là một cái cách kinh doanh rất là Ngọc thấy cũng hay của họ đó, để cho thu hút người tới nhiều hơn. Cái đó là cái cách suy nghĩ của Ngọc thôi, Ngọc không biết đúng hay sai, nhưng mà đó là cách suy nghĩ của Ngọc. Nhưng mà đối với mà bỏ tiền ra để làm cái nhà ở dưới, với lại là làm cái deck, với lại mua sắm tất cả mọi thứ ở trong nhà nữa đó, thì tiền đó cũng rất là nặng luôn. Hiện tại nếu mà họ làm tất cả mọi thứ đi thì họ sẽ để cái giá của cái nhà đó lên cỡ khoảng 400.000 đô, đúng không? Nhưng mà họ không làm, họ làm cho tới đó thôi, rồi được, để cái giá 360 để mình tới mình coi, rồi mình tự động thích cái nhà đó quá rồi mình mua, rồi mình bỏ tiền ra mình tự làm cái kia sau là cái chuyện của mình. Nhưng mà nhà Ngọc thích cái căn nhà này, là nói chung là mới nè, xây dựng mới nè, rồi nhà rộng rãi, 4 phòng ngủ thoải mái rộng rãi, ở dưới cái không gian ở dưới cũng
học cũng tốt nè, rồi nói chung là gần cái nhà Ngọc đang ở đây nữa. Từ cái nhà đó chạy tới cái nhà Ngọc đây chỉ cỡ khoảng baby how long is the drive from there to our house? 10 minutes. 10 phút đồng hồ lái xe thôi. 5 minute drive from there to my uncle's house. Yeah. Rồi từ đó mà chạy tới nhà chú của chồng Ngọc đó là chỉ có 5 phút đồng hồ lái xe thôi. Thì đây là một cái khu tốt chứ không phải là một cái khu không tốt. Đây là nó tiện đường với tất cả mọi thứ, nó gần với tất cả mọi thứ luôn. Nói chung là